Trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng có công văn gửi các tỉnh thành và thông báo cho người dân trên địa bàn thành phố về việc cho phép công dân từ khu vực không có dịch tại Đà Nẵng đến trở về các tỉnh, thành phố khác. Hiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nhiều công dân thường trú, tạm trú có nguyện vọng đến trở về các tỉnh, thành phố khác với nhiều lý do cấp bách và công vụ. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tạo điều kiện tiếp nhận công dân đến hoặc trở về từ các khu vực không có dịch tại thành phố Đà Nẵng. Các phường xã của thành phố Đà Nẵng sẽ có trách nhiệm xác nhận nơi cư trú của công dân không thuộc khu vực phong tỏa hoặc cách ly y tế. Các công dân muốn rời khỏi thành phố đều phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến khi tới địa phương.